môi trường làm việc của team Homeland như thế nào? Team Homeland như một gia đình. Tức là mỗi ngày mình đi làm cảm thấy rất là vui khi mà đến có thể gặp mọi người, trao đổi với mọi người. Cái việc mà đến với đi làm ở công ty nó khá là thoải mái. Nó không phải là một cái gì đó, nó không phải là cái chuyện mà mình đi làm công ăn lương chẳng hạn. Đến công ty chỉ để làm và đi về. Mỗi ngày đi đến công ty là một cái niềm vui vì mọi người cũng rất là vui. Theo như mình thấy là lúc mà mình làm việc mình chọn được đúng cái công việc mà mình yêu thích á, mà mình có đam mê đối với cái sản phẩm á, nó không phải là một cái công việc gì đó mà trên sếp giao cho mình, mà cái việc đó là mình kiểu mình thích làm, mình tự làm mà mình muốn làm. Đối với mọi người thì đây không chỉ chơi là công việc, nó là cái gì đó giống như là một đứa con tinh thần của tất cả mọi người luôn, nên mọi người rất là focus vào những việc.